nhận định Arsenal vs Burnley lúc 18h30 phút ngày 17 tháng 8. Cập nhật thông tin trước trận đấu, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn. Sau một mùa giải trắng tay trên mọi đấu trường, Arsenal đang trở lại mạnh mẽ hơn với những bản hợp đồng đắt giá của PP và mới đây nhất họ có thêm sự phục vụ của trung vệ dày dặn kinh nghiệm Lewis. Xét về đẳng cấp, với mệnh danh là đại gia trong nhóm Big Six, pháo thủ có sức mạnh vượt trội so với Burnley là điều hiển nhiên. Với các ngôi sao tấn công hàng đầu trong đội hình như Aubameyang, Lacazette, Ozil, Miki, chắc chắn đội bóng của Emery sẽ đá tấn công phủ đầu ngay trong hiệp 1, nhất là ở thời điểm này khi các pháo thủ đang đạt phong độ cao. Họ mới đánh bại Newcastle ngay trên sân khách ở vòng mở màn, lại thắng đến 5 trong 10 trận gần đây trên mọi đấu trường. Cơ hội tiếp tục đánh bại Burnley để giành trọn 3 điểm là hết sức rộng mở. Trong 10 trận đối đầu gần nhất trong lịch sử giữa hai câu lạc bộ, Arsenal thắng cả 10. Qua đó có thể thấy, các pháo thủ không những vượt trội đối thủ về đẳng cấp, mà Burnley còn rất kỵ dơ với đội chủ sân Emirates. Họ thường xuyên trở thành mồi ngon cho đội bóng của thủ đô London kiếm điểm. Burnley mùa bóng năm ngoái đã chơi rất tệ hại và phải chạy đua cho một tấm vé trụ hạng. Ở giải đấu năm nay, đội khách vừa có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Watford. Qua đó thầy trò huấn luyện viên Dai đã có 3 điểm đầu tiên và tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Phong độ của đội khách cũng đang là rất tốt. Họ được đánh giá đã có bước chạy đà hoàn hảo cho chuyến hành quân tới Emirates. Tuy nhiên theo các chuyên gia nhận định bóng đá, với đẳng cấp và lịch sử đối đầu vượt trội, Arsenal sẽ dễ dàng áp đặt thế trận tấn công trước Burnley. Nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ có một chiến thắng, thậm chí với tỷ số cách biệt.